bị đồng môn khác lấp mang tư tưởng ta dăm đòi chén mình thái ngọc tức giận quyết không tha cho hắn lâm khôn người trước kia có phải cho rằng ta rất dễ nói chuyện nhưng đó là xây dựng trên tiền đề chúng ta là bạn học khoảnh khắc người động thủ thì tình bạn học giữa chúng ta đã chấm dứt thái ngọc dứt khoát từng từ một đối đãi với kẻ thù ta sẽ không nương tay đâu diệp huyền rút kiếm dơ lên bằng động thái ngầu lòi hết nước chấm dương học tỷ nói đúng lâm khôn người giác ngộ ánh sáng của đảng đi lâm khôn sợ hãi hét lên a à, đợi đã ta không phải ca ly con đừng giết ta ta còn có tương lai rộng mở ta chưa muốn chết diệp huyền đem con hàng lạnh kia lên thái độ mờ lem mà nói lâm khôn muộn rồi còn chưa kịp ra tay thì đột nhiên mặt đất rung chuyển tạm thời diệp huyền sững người lại chưa hiểu là chuyện gì xảy ra mặt đất đột nhiên nứt ra một cách hoang tưởng tên lâm khôn và diệp huyền cứ thế mà chia sang hai bên hai người thái ngọc và béo tiểu đệ ngay lập tức hỏi diệp huyền đây là có chuyện gì nhìn mặt anh diệp thì có mà hiểu cái khỉ khô gì cứ chống mắt lên xem tiếp tu bi con tình yêu từ dưới mặt đất nứt ra kèm theo đó là linh khí đạo ý vàng chói một vật gì đó hình như từ đó bay ra là vạn đạo chân kinh sáng chói, nó đã xuất hiện rồi, lẽ nào đám người tà đạo trước đó thật sự có thể làm nên trò chống gì à? Diệp Huyền ngửa mặt đợi cất chim vô mặt, cậu ngỡ ngàng cỗ khí tức của cuốn sách đó sao lại quen thuộc đến thế chứ? Mấy người khác trong mật cảnh thấy biến cũng không khỏi ngỡ ngàng, với tầm hiểu biết của mấy người thì mặc định đó là sách cấm, có tên ra dáng một sách thì run lên mà phân tích như giáo sư, qua mồm của hắn khẳng định chắc nịch tịch tà kiếm phổ chắc chắn không phải cuốn này, đây là vạn đạo chân kinh, mấy người khác không tin được, tại sao mà vạn đạo chân kinh lại xuất hiện ở đây chứ? mọi người đều chấn động không thôi, trước đây chỉ từng nghe được tin tức từ kênh nhỏ, nói là viện trưởng để để vạn đạo chân kinh vào trong bí cảnh, không ngờ là thật. Lâm Khôn nhìn thấy vạn đạo chân kinh thì trong lòng một ngọn lửa sực sôi, lòng thêm khát của hắn đã đạt tới cực điểm, tức tốc Lâm Khôn hắn ta lao đi mà tự sướng ảo tưởng sức mạnh. Ha ha, lúc này vạn đạo chân kinh xuất hiện đúng là ông trời giúp ta, chỉ cần ta có được nó thì có thể xưng bá cả thư viện rồi. Thái Ngọc và béo tiểu đệ vội vàng lo lắng, không tốt, đại ca tên Lâm Khôn đó cướp vạn đạo chân kinh đi rồi mau ngăn hắn lại diệp huyền lại tỉnh bơ mà nói không cần tên đó hắn không có được vạn đạo chân kinh đâu diệp huyền hình như đã nhớ ra thứ đó là gì rồi lâm khôn lúc này tay gần chạm được tới vạn đạo chân kinh hắn còn tự sướng trước mà la hét vạn đạo chân kinh là của hắn rồi có cái nịt thanh nhi đã ngay đằng sau làm cho hắn ta hoảng sợ chỉ dựa vào phế vật ngươi cũng muốn có được vạn đạo chân kinh ư đi chết đi thẳng đần thanh nhi cắt một cái thôi trực tiếp tác động lên tên nhót lâm khôn này thằng bé chắc là tức tuổi lắm trước tình huống này vừa sợ vừa hoảng xem lẫn sự phẫn nộ lâm khôn trọng thương hét lên ngươi là ma giáo không chỉ ma giáo còn có cả bọn ta nữa mấy tên khác cũng đứng đằng sau thanh nhi làm màu cho đẹp lâm khôn lúc này đã triệt để mất hết dũng khí chỉ còn lại cảm xúc sợ hãi hắn ta run rẩy cả lên bây giờ đầu hàng còn kịp không thực nguyệt đến trước mặt của lâm khôn mà dạng háng ra có kịp đấy còn quá sớm là đằng khác nhưng mà chính là kịp giờ đi đầu thay uống canh mạnh bà dính chọn một cú đạp lâm khôn tức tưởi nằm trên mặt đất run run phát ra mấy âm thanh yếu ớt ta không can tâm mấy bé khác thấy cảnh này cũng đã bị dọa cho một phen hết hồn lớp trưởng lớp chiến đấu bị ha bọn ma giáo yêu tộc cũng xuất hiện mấy tên kháo nhau mò bóp nát lệnh bài mà chuồn lẹ thôi nhưng bóp thì bóp đi còn phải nói cho người khác biết thanh nhi cô ta đã đưa tay lên để tạo cấm chế rồi cứ như thế cấm chế được thi triển lệnh bài cũng mất hết tác dụng thực nguyệt hơi khó hiểu trước hành động của thanh nhi tại sao phải tốn thời gian với đám sâu bọ này chứ thanh nhi bổ não cho tên tóc bạc kém thông minh này đám sâu bọ này có thể làm tế phẩm làm giảm sức mạnh của vạn đạo chân kinh nếu không chỉ dựa vào chúng ta sợ khó mà đưa vạn đạo chân kinh đi được được thông não thực nguyệt trở nên phấn khích hắn ta vận trưởng pháp chuẩn bị đánh xuống một trưởng pháp điên cuồng được đánh đi mấy bé con phía dưới sợ hãi nước này chỉ có chờ chết mà thôi theo như kịch bản sẽ là một vũ nổi như thế này và mấy người tài đạo kia sẽ đứng xem tiếp theo đó là sẽ phát hiện ra bên dưới còn có người khác chính là chàng thanh niên này đây người mà mang đôi mắt đờ đẫn biểu cảm thất thần nhìn tuy đẹp mã nhưng được cái cũng không phế diệp huyền đã ngăn cản lại đòn tấn công của thực nguyệt trên tay còn đang không ngừng phát sáng, mấy người bên dưới được cứu cũng không khỏi hoan hô không ngừng. Không ngờ Diệp Huyền là học viên mới nhập học lại có sức mạnh bá cháy như vậy, bằng biểu cảm đờ đẫn Diệp Huyền nhìn lên đám người, ta còn nói sao vạn đọa chân kinh lại tự ra ngoài, thì ra trong bí cảnh này có trà trộn vài thứ xấu xa, và một tên phản đồ nữa, Thanh Nhi nhìn thanh niên kia thì hỏi khởi minh đó là ai, rõ ràng khí tức không mạnh nhưng lại đỡ được một đòn của thực nguyện, khởi minh ra vẻ xem thường, hắn chỉ là một tiểu tử vừa nhập học thôi, có lẽ cũng có được vài cơ ngộ trong bí cảnh ảo tưởng bản thân giải quyết được đại phản phái trở thành anh hùng cứu thế diệp huyền nhanh chóng có động thái đáp trả cậu giơ tay chữ lâm sáng trói lên ngại quá ta chưa từng ảo tưởng loại chuyện như vậy vì đối với ta mà nói việc này quá tầm thường diệp huyền đột nhiên nắm tay lại một cái nhanh chóng cơ thể của khởi minh kia tự nhiên lồi lõm chỗ phòng chỗ nén dường như sắp nổ tung bù một cái khởi minh nổ tung um bành là tranh ba người kia không hiểu đây là chuyện gì lần này đố dám còn xem thường diệp huyền nữa Thanh Nhi lúc này mới hốt hoảng, tiểu tử này vậy mà lại là đại năng đỉnh cấp, nhanh chóng trong sự hoảng loạn cô ta kêu hai tên kia cầm chân Diệp Huyền, còn cô ta đi khống chế vạn đạo chân kinh chỉ có vậy mới khống chế được thế cục. Hai tên thực nguyệt và âm mộc cùng nhau tiến công, hai tên liên thủ bắn đi những sợi xích với tên lồng giam thiên khiển. Diệp Huyền không hề trốn chạy cậu cứ kệ cho hai tên thi triển chiêu thức, nhìn quanh một chút cậu tỏ vẻ xem thường, chỉ vậy thôi mà đã đòi vây khốn được ta sao? À Thanh Nhi kia lúc này đã đến trước vạn đạo chân kinh. Cô ta không khỏi thầm mắng, đáng chết không có thời gian chuẩn bị tế phẩm, chỉ có thể dùng tinh huyết của bản thân rồi, tức thì Thanh Nhi cô ta phun một ngụm máu lên Vạn Đạo Chân Kinh kia, tiếp đến là dùng tiểu xảo bắt đầu kết ất, cô ta định sử dụng Huyết Hải Ma Niệm Đại Pháp để chế ngự được Vạn Đạo Chân Kinh sao? Thấy có chút khởi sắc Thanh Nhi mừng vội, thêm chút nữa là sức mạnh của Vạn Đạo Chân Kinh sẽ để cho cô ta dùng rồi, có cái nịt ở đó đằng sau thanh niên Diệp Huyền đã xuất hiện đột ngột mà nói, "Xin lỗi ta tới không đúng lúc nhỉ?" Thanh Nhi hốt hoảng quay lại, "Cái gì sao ngươi lại tới nhanh như vậy?" thực nguyệt bọn họ à à chúng đang trong lồng mà chúng tự tạo ra diệp huyền cầm trên tay hai tên kia không ngừng sủa đáng ghét hắn lại có thể khống chế được lồng giam chúng ta ngưng tụ ra thả ta ra diệp huyền đánh tới một trường vào đâu đó của thanh nhi tôi không biết được bây giờ thì tới lượt cô ta an hành rồi lúc này đột ngột vạn đạo chân kinh xảy ra sự biến đổi lớn khí tức xung quanh của nó đã đổi thành màu đỏ rồi thanh nhi nhanh chóng dạn cái mặt ra ha ha ta chuyển hóa thành công rồi vạn đạo chân kinh bây giờ đã do ta khống chế tưởng ăn được củ khoai bở thanh nhi đã quay ra gáy với diệp huyền ngay được diệp huyền ngươi chết chắc rồi có được vạn đạo chân kinh thanh nhi cô ta cướp lại hai tên đồng đội lập tức hai tên đồng đội kia mắt sáng lên ha ha thanh nhi cô nương làm tốt lắm có vạn đạo chân kinh trong tay nhất định tiểu tử kia không phải là đối thủ sức mạnh ẩn chứa trong vạn đạo chân kinh rất lớn cho dù tiểu tử kia là đại năng đỉnh cấp cũng không cản được mấy tên học sinh khác chưa gì thì đã la hét om sòm cả lên nguy rồi đám tà ma ngoại đạo đó đã khống chế được vạn đạo chân kinh rồi vạn đạo chân kinh có thể điều khiển đạo chi lực, cho dù Diệp Huyền có lợi hại đi nữa cũng không cản được, đám này chẳng có tí khí phách gì cả, khống chế được vạn đạo chân kinh thì có tác dụng gì chứ? Diệp Huyền cóc sợ, Thanh Nhi kia giơ vạn đạo chân kinh lên giải phóng đạo ý để tấn công tới Diệp Huyền, Diệp Huyền lách nhẹ né qua một bên, cậu hơi giật mình đây chẳng phải là thứ mà cậu đang cần sao? Thanh Nhi lúc này dần hóa điên lên rồi, ha 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 đây đều là đạo ý cao được tích trữ trong vạn đạo chân kinh. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng cho dù ngươi mạnh mẽ thế nào, cũng sẽ bị đạo ý cường đại này đánh cho thành cho. Diệp Huyền nhìn Thanh Nhi như một con ngốc vậy. Ồ, ngươi muốn dùng đạo ý giết ta à? Bộ anh hỏi ngớ thế không lẽ người ta định hấp anh đến chết à? Thanh Nhi cười lên ha ha đúng vậy ta phải lột da của ngươi, rút linh hồn của ngươi ra dày vò vạn năm. Thanh Nhi tự tin vào vạn đạo chân kinh, bây giờ cô ta có thể không sợ bố con thanh niên nào rồi. Cô ta còn tự đắc kêu Diệp Huyền có muốn thử cầu xin cô ta không? Chưa chừng cô ta sẽ cho Diệp Huyền chết một cách thoải mái. Hai thằng đồng đội gấp gáp kêu gào Thanh Nhi kia. Thanh Nhi đừng lãng phí thời gian nữa, giết hắn luôn đi, cô chơi đủ chưa nhanh thả bọn ta ra, Thanh Nhi lúc này đã hóa điên lên rồi, cô tê quay ra định ra tay với hai tên đồng bọn, chỉ dựa vào hai tên phế vật nhà ngươi mà cũng dám ra lệnh cho ta sao? Chán sống rồi à? Cứ thế Thanh Nhi đánh tới mặt của hai tên đồng đội kia một đạo ý cường đại, bù một cái hai tên cứ thế hết vai và được lãnh cơm hộp, Diệp Huyền nhìn Thanh Nhi kia cũng phỏng đoán, trong vạn đạo chân kinh có chứa quá nhiều đạo ý, Thanh Nhi này không thể khống chế nổi, cô ta đã thần trí điên loạn rồi tiếp đến thanh nhi lại tiếp tục bắn ra đạo ý tới tấn công tiêu diệt diệp huyền một cách điên dại hai người thái ngọc và béo tiểu đệ nhanh chóng hét lên diệp huyền nhanh tránh ra đại ca đừng cố chấp diệp huyền vẫn đứng ở đó cậu không hề có một động thái nào là muốn di chuyển đi cả không những thế diệp huyền còn tỏ ra hào hứng nữa ha ha đối với người khác mà nói những đạo ý này có lẽ cực kỳ đáng sợ nhưng đối với ta mà nói thì chúng lại là món quà tốt nhất diệp huyền nén hết đạo ý kia lại hấp thu trong một nốt nhạc khắp người của diệp huyền bừng sáng lên đạo ý không ngừng được hấp thu vào trong cơ thể mấy người khác nhìn cảnh này đến ngu luôn cả người. Ngu nhất chính là Thanh Nhi, cô ta lúc này nét mặt đã biết hoảng sợ, không thể nào mà chấp nhận được có người có thể làm chuyện này. Chữ lâm trên đầu của Diệp Huyền đã sáng hơn nhiều rồi, cụ thể là 100%. Ha cảm ơn ngươi đã giúp chữ lâm tự của ta hoàn toàn khôi phục. Thanh Nhi liền cầm vạn đạo chân kinh kia lên mà nhìn chằm chằm không thể chấp nhận, không thể nào vạn đạo chân kinh vạn đạo chân kinh diệt hắn cho ta. Diệp Huyền lúc này chỉ khẽ động tay kêu cuốn sách đến với cậu, vạn đạo chân kinh tự động chim cút khỏi tay của Thanh Nhi kia. Thanh Nhi sợ hãi cố níu theo, cầm cuốn vạn đạo chân kinh trên tay Diệp Huyền phản kích con ả à ma giáo kia chết đi. Một luồng đạo ý bắn thẳng đến ngực của Thanh Nhi bên kia, chiếu chiếu hào quang phát ra ngoài không ngừng. Thanh Nhi chỉ kịp hét lên không cam tâm, bùng nổ đoành tà là hoành chuyện này coi như xong. Ba ngày sau ở vạn đạo thư viện, Diệp Huyền lúc này đang đứng bên hành lang lòng đầy suy tư, không ngờ Lý Thanh Phong lại bảo tồn bản thảo của cậu năm đó, còn làm thành một quyền chân kinh. Nếu như để phó viện trưởng biết được cũng không biết sẽ có vẻ mặt gì. Hiện giờ lâm tự quyết của cậu cũng đã tu bổ xong, cũng nên rời bỏ thế giới này rồi. Tiếp theo chính là đi tu bổ binh tự rồi nên đi thế giới nào đây? Lúc này phó viện trưởng hớt hải chạy đến chỗ của Diệp Huyền. Đại nhân xảy ra chuyện rồi, ta vừa mới nhận được tin của viện trưởng, là cầu cứu từ nhóc Lý Thanh Phong đó sao? Viện trưởng gửi thư cầu cứu từ đâu? Là nơi giao nhau của linh giới và thế giới này. Ừm, ta biết rồi, cứ thế Diệp Huyền bắn thẳng tức tốc rời đi. Nếu đã như thế thì tiếp theo chính là đi tới linh giới rồi. Mình là HM Kagori Review truyện Tranh, hãy ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất. Phần 15 đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.